Cũng liên quan đến thời tiết cực đoan, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ chiều 17 đến sáng ngày 18 tháng 12, tại Phú Yên có gió lớn đến cấp 8. Cụ thể, sáng ngày 18 tháng 12, gió lớn đã quật ngã người và xe máy đang chạy trên đường phố Tuy Hòa. Nhiều chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến cảng hàng không Tuy Hòa đều không hạ cánh được vì gió lớn. Sáng 18 tháng 12, nhiều xe máy đang chạy trên đường Hùng Vương ở thành phố Tuy Hòa bị gió lớn giật ngã xuống đường. May mắn không ai bị thương nặng. Có 3 chuyến bay đến sân bay này không thể hạ cánh được vì thời tiết xấu, gió quá lớn và liên tục. Cụ thể, chuyến bay của Pacific Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tuy Hòa chiều 17 tháng 12, sau khi nỗ lực hạ cánh không thành, đã quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Còn trong sáng 18 tháng 12, chuyến bay của Vietjet Air từ thành phố Hồ Chí Minh và chuyến bay của Bamboo Airways từ Hà Nội đến Tuy Hòa đều không thể đáp được xuống sân bay này và phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Do thời tiết tại các sân bay lân cận như Cam Ranh và Phù Cát cũng rất xấu, nên các máy bay không hạ cánh xuống các sân bay này được mà phải bay về thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hành khách quyết định trả vé máy bay, chọn đi tàu lửa để về nhà.